chúc mừng đội tuyển Argentina vô địch World Cup 2022. Phải nói là không uổng công cho những ai thức xem trận chung kết World Cup 2022 này. Hấp dẫn kịch tính từ đầu tới cuối luôn. Xem xong quyền ngủ lại không được nên thôi dậy sớm tập thể dục cho ấm và khỏe để đi săn mây. Đường lên chỗ săn mây phải nói là uống lượng rất là đẹp. Ngồi trên xe ngắm cảnh một hồi cũng tới Xin giới thiệu với các bạn đây là quán cà phê Bình Minh Là một trong những điểm sân mây được rất nhiều bạn trẻ yêu thích Vì có những đồi chè bạc ngàn cùng những vườn hồng và cà phê rộng lớn Tạo nên một khung cảnh thiên nhiên yên bình tĩnh lặng Một không khí vừa xe lạnh vừa trong lành như nếu chân những con người đến đây Chụp cho mình ít nhất vài tấm hình lưu niệm Còn ai mà thích chụp ảnh thì chắc là trái mái luôn đối với quyền khi đến đây thì thích nhất là được hòa mình vào thiên nhiên được hít thở không khí trong lành mà không phải nơi nào cũng có được chiêm ngưỡng những cánh quạt gió to lớn đang xoay đều và được ngắm lại chính bản thân mình và quyền chợt có một suy nghĩ là làm thế nào mình và mọi người xung quanh luôn có thể tận hưởng cái bầu không khí trong lành này